8. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đột phá chiến lược về thể chế rất quan trọng. Thời gian qua, chính phủ rất quyết tâm xây dựng, hoàn thiện và quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, kể cả những luật mới thông qua. Khi triển khai trong thực tế, nếu thấy bất cập gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp, thì vẫn phải nghiên cứu sửa đổi. Sự đoàn kết tinh thần rà soát lại những vấn đề, những vướng mắc rất cấp bách, trọng tâm, trọng điểm, phục vụ cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng,